Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Mỹ trải qua một ngày có số người chết vì COVID-19 cao chưa từng thấy. Mỹ lại tiếp tục phá kỷ lục về số người chết do COVID-19 hàng ngày của chính mình. Nước này ghi nhận 3.936 người tử vong trong 24 giờ qua, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Mỹ thành quốc gia đứng đầu thế giới, có tổng cộng 21.857.616 ca mắc COVID-19 và 369.990 người tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số người nhập viện tại Mỹ cũng đang ở mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Nước này đang có hơn 131.000 bệnh nhân phải nhập viện vì COVID-19, theo dữ liệu từ dự án theo dõi COVID-19. Kỷ lục trước đó về số người chết trong một ngày được thiết lập 6 ngày trước, ở mức 3.920 nạn nhân. Những tháng gần đây, số ca mắc COVID-19 của Mỹ tăng vọt. Kể từ cuối tháng 11, số người chết hàng ngày thường xuyên vượt mức 2.000 và lên đến 3.000 nạn nhân. Đặc biệt, nghiêm trọng ở miền Nam và miền Tây nước Mỹ. Các nhân viên cứu thương của Los Angeles, California đã được yêu cầu từ chối đưa bệnh nhân có cơ hội sống sót thấp đến bệnh viện và hạn chế sử dụng oxy. Số ca nhiễm virus corona kỷ lục đang khiến hệ thống y tế quá tải. Hơn 17 triệu liều vaccine COVID-19 đã được chuyển đến các bệnh viện và nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, tính đến sáng ngày 5 tháng Giêng, chưa đến 5 triệu liều vaccine được sử dụng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Còn ở Việt Nam chúng ta, tối 5 tháng Giêng, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ và tiếp nhận từ phía Trung Quốc 31 người lao động vượt biên trái phép. Tại cơ quan chức năng, nhóm người vượt biên trái phép khai nhận trước đó sang các tỉnh của Trung Quốc làm thuê. Do đi đã lâu, nay cận Tết Nguyên đán, nên vượt biên về quê ăn Tết cùng gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận, các lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành kiểm tra y tế, phun trùng khử khuẩn hành lý cá nhân, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn chỉnh hồ sơ để đưa các đối tượng này đi cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ngành chức năng ở hai tỉnh Kiên Giang và Vĩnh Long thì phát hiện 7 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia, đã đưa đi cách ly và tiếp tục điều tra xử lý. Qua đấu tranh khai thác, những người này khai báo đã sang Campuchia làm việc nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tìm cách trốn về Việt Nam. Qua đó, mỗi người đã phải đóng cho một số đối tượng bên Campuchia số tiền là 350 đô để đưa về Việt Nam bằng đường biển tại thành phố Hà Tiên. Vậy là chúng ta đã phát hiện 364 người nhập cảnh trái phép chỉ trong 2 ngày đầu năm. Ngày 1 tháng Giêng, Bộ đội Biên phòng phát hiện 180 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và Campuchia.
ngày 2 tháng Giêng, 184 người vượt biên bị bắt quả tang. Hiện đang truy vết 3 thợ hồ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Quảng Bình. Hôm nay tại tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng phát hiện 135 người nhập cảnh trái phép. Còn khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, lực lượng chức năng bắt quả tang 49 người, tất cả đều là người Việt Nam. Tất cả những người nhập cảnh trái phép đã được đưa đi kiểm tra y tế, cách ly theo quy định và bị điều tra xử lý theo pháp luật. Nhiều nguồn tin đã đề nghị phải xem nhập cảnh trái phép Nhiều nguồn tin đề nghị phải xem nhập cảnh trái phép là tội phạm cố tình lây lan bệnh truyền nhiễm. Tại thời điểm dịch COVID-19 đang đe dọa rình rập tấn công Việt Nam chúng ta, thì hàng rào phòng thủ chính là các cửa khẩu, ngóc ngách ở biên giới đường bộ, phải ngăn chặn, không cho bất cứ kẻ nào nhập cảnh trái phép. Những ai nhập cảnh không khai báo và thực hiện theo quy định phòng dịch, cách ly 14 ngày, thì phải xem đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 2021, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 của Bộ Luật Hình Sự. Từ nhóm nhập cảnh trái phép này, tính đến thời điểm hiện nay, đã có tổng cộng 4 ca nhiễm COVID-19. Các địa phương đã truy vết, kiểm soát F0, F1 khá tốt, nhưng không có ai dám đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nguy cơ lây lan dịch bệnh là quá lớn. Chỉ cần một F0 sinh hoạt ngoài cộng đồng thì bùng lên một đợt dịch mới là điều hoàn toàn có thể. Chính vì vậy, không chỉ khởi tố đối với những trường hợp mới đây ở An Giang, Vĩnh Long, mà với tất cả những người nhập cảnh trái phép, bất kể có nhiễm COVID-19 hay không. Không thể lý luận rằng vì không biết mình bị nhiễm dịch COVID-19 hoặc bản thân không bị dịch cho nên không có hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Đó là tin mới ngày hôm nay về dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy và các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.